Nam mô tát sa phật kha vạt tô la tô sam ma sam phật tát sa yak kha bali va ha pu la pu li pu len ti sa kha la ngai u mai tu nang bai ta nang u kap pa ti pa ki tang bai tang tung hang ki pa mai va sam sa tu sa phai pu len tu sang kap po chen tho pa na ya so yak kha sa phi ti yo vi va sam tu sa pa lo ko vi na sa tu ma tai vo vat an ta la yo su khi khi ka ju ko Kava kiva kanasi lisani chungkota vajayino jatalo kama wa thamti ayupano sukhang palang sadhu. Rồi có dữ hiệu gì dữ hiệu đi. Dạ, mến chào các bác anh chị. Hôm nay sáng hôm nay thứ bảy, và Văn Nguyễn có tới chùa Hoằng Pháp để đón thầy Thích Tâm Phúc ra quận nhất để hội thảo, sẵn tiện mua cho thầy tô bún riêu, cũng tiện quay một clip đến mời cô bác anh chị xem. Buồn nào mất dịch mất gió gì chăm cái bộ đồ không biết tối nào cũng là định cái chắc vậy cắt cộng chỉ ngay hai không mà cái quần nào cũng thấy hang ta bằng mua bộ đồ nhiều khi quần cục không bao giờ mình tét hang á không tét mà sao mà cứ phao đồ sao nó rét rét chỉ cần con chỉ cần cắt một cộng chỉ nhỏ thôi là nó tuột cũng hết bùng hết luôn, hết luôn. Yeah. Sao không rất gì rất ngày hang luôn ngu rất gì rất rất khôn quá vậy nó hèm cái gì mày mình vô phòng mày chơi trực tiếp chứ không mày chơi cái quần ló ra hôm nay tôi ngồi tùm hộp tới nhà cho mày coi hình khuya như cái hùng thiệt mày mày mày
rất nhiều. Sáng ở một cái công ty du lịch khác, chiều một cái trường đại học khác, chiều có hai khách sạn lớn, một khách sạn Red là của Ủy ban Thành phố Hồ Chí Minh, một khách sạn số 8 Đồng Khởi của khách sạn gì quên Grand gì đó. Nếu mượn đa số những trường đại học á, người nước ngoài do người ta sống ở khách sạn, tại nhiều khi chủ khách sạn cũng là một giám đốc hoặc là làm giáo viên dạy trường của trường đại học đó, nên thường thường người ta mời lớp nó để người nói khó. Hai cuộn chỉ này là đúng theo yêu cầu của thầy luôn đó. Một cuộn chỉ vàng y chang luôn và này. Một cuộn chỉ cam giống y chang luôn. Muốn ló dái ló cặt nhờ mấy chỉ này. Cái gì nó té hán rồi cái banh ra đó dài là đúng màu luôn á, đúng theo yêu cầu của thầy. Y như mấy xe hơi đi quậy sơn về tuốt lại chang. Em ngồi đây đi. Hôm là sáng nay con lên sớm mới gặp thầy á, chúng thôi lên trễ là tiêu à. Lên giống như mọi bữa 2-3 giờ 3-4 giờ tiêu hết, không gặp thầy. Hôm qua không lên nguyên ngày thầy đâu quay đâu. Dạ. Gì chứ à, sạch hết. Ở đây luôn hay là anh kia à?